Chào cậu em, thầy tên là Nguyễn Văn Chư, giáo viên toán trường Trung học cơ sở Thống Nhất. Đầu tiên, thầy nhắc lại kiến thức đã học. Ở hình vẽ, thầy cho AX là tia tiếp tuyến. Vì vậy, góc BAX là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Cung AMB nằm bên trong góc BAX. Vì vậy nó là cung bị chặn bởi góc BAX. So sánh thì ta được góc BAX bằng 1/2 số đo cung AMB. Vừa rồi là mình đã học góc ở tâm, góc nội tiếp, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Và các em thấy tên gọi của các loại góc này là dựa vào vị trí của đỉnh và cạnh đối với đường tròn. Thì hôm nay mình sẽ tìm hiểu tiếp theo hai loại góc cũng dựa vào vị trí của đỉnh và cạnh đối với đường tròn. Ta vào bài mới. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn, góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn. Ở hình vẽ, thầy đang cho góc BAC. Các em nhận xét cho thầy vị trí của đỉnh và cạnh của góc này đối với đường tròn. Chắc các em cũng phát hiện góc này có đỉnh nằm trong đường tròn và mỗi cạnh của nó với đường tròn có điểm chung. Loại góc như vậy người ta đặt tên là góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Các em ghi bài. Một nhỏ, góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Ở hình vẽ, góc BAC có đỉnh A nằm bên trong đường tròn U, được gọi là góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Vừa rồi thầy có nói cạnh và đường tròn là có điểm chung, nhưng vì sao trong câu này không có ý đó? Thì thầy giải thích chỗ này. Góc BAC có đỉnh A nằm trong đường tròn, vì vậy cạnh của nó là tia nên nó luôn luôn cắt đường tròn rồi, nên không cần cái ý đó thể hiện ở trong câu này nữa. Về cung bị chặn thì đối với góc có đỉnh ở bên trong đường tròn thì vì các em biết khi đỉnh nằm bên trong góc thì do cạnh của góc là tia, vì vậy luôn luôn cắt đường tròn, nên chỉ không cần cái ý là cạnh và đường tròn có điểm chung. Đó là lý do mà trong cái khái niệm thầy không biết. Về cung bị chặn thì đối với góc có đỉnh ở bên trong đường tròn thì người ta quy ước mỗi góc có đỉnh ở bên trong đường tròn chặn hai cung, một cung nằm bên trong góc và cung kia nằm bên trong góc đối đỉnh với góc đó. Thì để có được cung bị chặn bởi góc BAC, thầy phải vẽ góc đối đỉnh với góc BAC. Sau khi vẽ góc đối đỉnh với góc BAC, thầy có hai cung bị chặn, đó là cung BMC và cung DNE, là hai cung bị chặn bởi góc BAC. Bây giờ ta tìm hiểu số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn và số đo của hai cung bị chặn. Ở hình vẽ, thầy đang cho góc BAC là góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Thầy đo số đo góc này. Tiếp, thầy đo số đo của hai cung bị chặn bởi góc này. Để các em dễ phát hiện, thầy xét góc BAC là góc bẹt. Thì khi BAC góc bẹt, tức nó có số đo là 180 độ,
thì hai cung bị chặn của nó lần lượt là 165,1 độ và 194,79 độ. Bây giờ các em có nhận xét gì về số đo của góc BAC và số đo hai cung bị chặn? Để giúp các em thì các em thấy được tổng số đo hai cung bị chặn là cho mình 360 độ. Như vậy là số đo góc BAC bằng nửa tổng của số đo hai cung này. Bây giờ thầy thực hiện và chia thử việc đó đúng hay không? Như vậy nó bằng 1/2. Đó là thầy xét góc, đặc biệt là góc bẹt. Bây giờ thầy xét góc bất kỳ. Khi góc BAC số đo thay đổi thì số đo cũng bị chẳng thay đổi. Nhưng các em thấy cái kết quả số đo của góc có định ở bên trong đường tròn bằng 1/2 số đo tổng, tức là bằng 1/2 tổng số đo hai cung bị chặn. Và dự đoán này là kết quả đúng, mà đó là nội dung định lý mình thừa nhận không chứng minh. Em hai nhỏ xin đổi tiếp định lý. Số đo của góc có định ở bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo hai cung bị chặn. Trở lại góc BAC là góc có định ở bên trong đường tròn chặn hai cung BMC và DNE. Vậy theo định lý ta viết được góc BAC bằng số đo cung BMC cộng số đo cung DNE chia 2. Em xem lên hình vẽ ở bảng, thầy cho 3 hình. Ở hình 1, thầy đang cho ABC, ADE là hai cạc tuyến. Ở hình 2, thầy cho ABC là cạc tuyến, AE là tiếp tuyến, E là tiếp điểm. Ở hình 3, AC, AE là hai tiếp tuyến, CE là tiếp điểm. Kém cho thầy biết vị trí định và cạnh của góc CAE đối với đường tròn O. Thì các em có được định nằm ngoài đường tròn. Các cạnh của góc này đều có điểm chung với đường tròn. Vì vậy góc này được gọi là góc có định ở bên ngoài đường tròn. Ta có hai nhỏ, góc có định ở bên ngoài đường tròn. Góc có định ở bên ngoài đường tròn là góc có định nằm ngoài đường tròn, các cạnh đều có điểm chung với đường tròn. Vậy thì với khái niệm này thì góc CAE là góc có định ở bên ngoài đường tròn. Mình tìm hiểu tiếp theo là khái niệm cung bị chặn. Cung nằm bên trong góc được gọi là cung bị chặn. Và ở ba hình này thì các em thấy nằm bên trong góc, các cung nằm bên trong góc CAE là cung CME và cung BND đối với hình 1. Ở hình 2, hai cung nằm bên trong góc đó là cung CME và cung BNE. Ở hình 3, hai cung nằm bên trong góc đó là cung CME và cung CNE. Như vậy cuối cùng mình có được hình 1 thì hai cung BND và CME là hai cung bị chặn bởi góc CAE. Hình 2 thì cung BNE và cung CME là hai cung bị chặn bởi góc CAE. Ở hình 3 thì cung CNE và cung CME là hai cung bị chặn bởi góc CAE. Bây giờ mình tìm hiểu số đo của góc có định ở bên ngoài đường tròn và số đo của hai cung bị chặn bởi góc đó. Thì ta thực hiện đo ở hình vẽ sau.
Trên hình vẽ, thầy đang cho góc CAE là góc có định ở bên ngoài đường tròn. Thầy thực hiện phép đo số đo của góc này. Tiếp thầy đo số đo của hai cung bị chặn bởi góc này. Để các em dễ tiện so sánh, thầy sẽ xét những trường hợp đặc biệt khi hai cạnh của góc CAE là tiếp tuyến của đường tròn. Thì lúc này các em thấy số đo của góc CAE là bằng 80 độ, số đo cung CE là 260 độ, số đo cung DB là 100 độ. Và nếu các em lấy số đo của cung CE trừ số đo cung DB chia 2 thì nó bằng 80 độ. Điều đó mình dự đoán, mình cho mình kết luận trong trường hợp này số đo góc CAE bằng nửa hiệu số đo hai cung bị chặn. Thầy thực hiện phép tính cho cái kết luận vừa rồi xem. Và các em thấy được là nó bằng 1/2 khi mình lấy số đo cung góc CAE chia cho số đo cung CE trừ số đo cung DB. Bây giờ thầy sẽ xét trường hợp khi một cạnh là tiếp tuyến còn cạnh kia là cắt tuyến, thì các em thấy số đo của góc và cung bị chẳng thay đổi, nhưng tỷ số này không thay đổi cho trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba, khi hai cạnh của góc này đều là cắt tuyến, thì các em thấy kết quả này vẫn không thay đổi. Điều đó cho mình dự đoán số đo của góc có định ở bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo hai cung bị chặn, tất nhiên là số đo cung lớn trừ số đo cung nhỏ. Và cái dự đoán này là một cái kết quả đúng, và đó là nội dung định lý mà mình thừa nhận không chứng minh. Các em ghi định lý số đo của góc có định ở bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo hai cung bị chặn, số đo cung lớn trừ số đo cung nhỏ. Ở hình 1, góc CAE là góc có định ở bên ngoài đường tròn chặn hai cung là cung CME và cung BND. Vậy theo định lý ta biết được CAE bằng số đo cung CME trừ số đo cung BND chia 2. Tương tự theo định lý mình cũng viết được cái kết quả cho góc CAE ở hình 2 và hình 3. Hình 2, CAE bằng số đo cung CME trừ số đo cung BNE chia 2. Hình 3 thì góc CAE bằng số đo cung CME trừ số đo cung CNE chia 2. Bây giờ mình vận dụng các kiến thức này để làm một số bài tập. Vào bài 1, bài 37, trang tầm 2 sách giáo khoa. Cho đường tròn O và hai dây ABAC bằng nhau. Trên cung nhỏ AC lấy một điểm M khác A và C. Gọi S là giao điểm của AM và BC. Chứng minh ASC bằng MCA. Các em cùng thầy vẽ hình. Thầy vẽ đường tròn O, hai dây ABAC bằng nhau. Tiếp, thầy lấy điểm M thuộc cung AC, M các A và C. Sau đó thầy vẽ giao điểm S. Để chứng minh góc ASC bằng MCA, thầy nối MC lại.
Bây giờ tìm hiểu, ta phân tích để tìm cái hướng giải. Yêu cầu là chứng minh hai góc này bằng nhau và các em thấy góc ASC là góc có định ở bên ngoài đường tròn. Như vậy theo định lý là góc ASC là bằng số đo cung AMB trừ số đo cung CNM chia 2. Góc MCA là góc nội tiếp chẵn cung AM. Như vậy theo định lý mình có góc MCA là bằng số đo cung AM chia 2. Việc bài giao là mình so sánh hai góc này. Như vậy nếu dựa vào định lý để so sánh thì các em so sánh hai vế phải. Vấn đề đặt ra ở đây là các em có biểu diễn được số đo cung AM thành hiệu số đo hai cung nào hay không? Thì các em thấy ở hình vẽ điểm M thuộc cung AC. Như vậy việc biểu diễn là thực hiện được. Cuối cùng mình tách là thành số đo cung ANC trừ số đo cung CNM. Sau khi mình tách ra này thì các em thấy vế phải ở trên và vế phải ở dưới có một phần chung, đó là số đo cung CNM. Như vậy việc so sánh vế trái trở về cho mình so sánh số đo hai cung AMB và cung ANC. Các em xem việc so sánh số đo hai cung này đã thực hiện được chưa? Nếu được thì mình dừng lại trên bài lời giải, mà chưa thì ta tìm hiểu tiếp. Ở trên đề bài có giả thiết là hai dây AB và AC bằng nhau. Như vậy lấy ra được cung căng dây này bằng nhau. Và ta đi qua bài giải. Ta có góc ASC bằng số đo cung AMB trừ số đo cung CNM chia 2. Lý do là góc có định ở bên ngoài đường tròn. Mà AB bằng AC, suy ra cung AMB bằng cung ANC. Tiếp, hai cung bằng nhau thì số đo hai cung đó bằng nhau. Và các em thay vào trên. Do đó góc ASC bằng số đo cung ANC trừ số đo cung CNM chia 2. Và hiệu này cho mình số đo cung AM chia 2. Bên cạnh đó mình cũng có góc MCA bằng số đo cung AM chia 2. Lý do là góc nội tiếp chẵn cung AM. Thay đặt đây là 1, 2 thì từ 1 và 2 mình có cái kết quả, tức là chứng minh được góc ASC bằng góc MCA. Ta qua bài 2. Cho đường tròn O có đường kính CD, dây cung AB vuông góc với CD. Trên cung nhỏ BD lấy một điểm M, M khác B và D. Tiếp tuyến tại M của O cắt tia AB ở E, đoạn thẳng CM cắt AB ở S. Câu A chứng minh ES bằng EM. Câu B gọi F là giao điểm của DM và AB, chứng minh góc AFD bằng góc DCM. Câu C chứng minh 2AE bằng AF cộng AS. Các em cùng thầy vẽ hình. Đầu tiên thầy vẽ đường tròn tâm O, đường kính CD có dây AB vuông góc với CD. Tiếp là trên cung nhỏ BD thầy lấy điểm M, các B và D. Để vẽ tiếp tuyến tại M của O thì thầy vẽ đường thẳng đi qua M vuông góc với OM và nó cắt AB ở E. Để có điểm S thầy nối CM lại. Bây giờ ta bước vào phân tích tìm hiểu để làm của A. Để chứng minh ES bằng EM thì chắc các em hướng đầu tiên là suy nghĩ chứng minh tam giác ESM
cân tải E. Và dấu hiệu ở đây thì các em cũng khả năng đi tiếp là chứng minh hai góc ESM và EMS bằng nhau. Góc ESM là góc cố định ở bên trong đường tròn, còn góc EMS là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Và theo định lý thì các em biết được số đo của các góc này theo số đo của các cung bị giãn. Thầy đang viết cho góc ESM, do góc này có định ở bên trong đường tròn nên nó bằng số đo cung MB cộng số đo cung AC chia 2. Góc EMS là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung chặn cung MBC. Như vậy mình biết được là bằng số đo cung MBC chia 2. Để so sánh ở vế trái thì mình thực hiện so sánh vế phải. Điều này cho mình suy nghĩ, liệu mình có biểu diễn được số đo của cung MBC bằng tổng số đo hai cung nào hay không? Thì nhìn vào hình vẽ đề bài, mình có điểm M thuộc cung BD. Như vậy cho mình biểu diễn được rồi. Thầy biểu diễn. Như vậy mình biểu diễn được số đo cung MBC là bằng số đo cung MB cộng số đo cung BC. Sau khi biểu diễn thành tổng hai số đo hai cung này thì so sánh vế phải của trên thì các em thấy đã có số đo cung MB chung. Vậy vấn đề đến đây đặt ra, chắc các em là thấy là mình chỉ cần so sánh số đo cung AC với số đo cung BC là đủ. Việc làm này đề bài đã thực hiện được chưa? Nếu chưa ta phân tích tiếp, mà được rồi thì ta bắt đầu trình bày lời giải. Nếu được thì giả thiết nào cho mình lấy ra được số đo cung AC và số đo cung BC bằng nhau đây? Thì các em thấy giả thiết là đường kính vuông góc với dây. Mình có định lý đường kính vuông góc với dây thì đi qua điểm chính giữa của cung căn dây ấy. Như vậy cung tức là mình có hai cung AC và BC bằng nhau. Vậy đến đây là việc phân tích xong, các em trình bày bài giải thôi. Ta có góc ESM bằng số đo cung MB cộng số đo cung AC chia 2. Đây là góc cố định ở bên trong đường tròn. Mà CD vuông góc với AB, lấy ra được cung AC bằng cung BC. Và từ đó mình có được số đo cung AC bằng số đo cung BC. Thay vào trên, do đó góc ESM bằng số đo cung MB cộng số đo cung BC chia 2. Mà tổng số đo hai cung này là cho mình số đo cung MBC chia 2. Ngoài ra mình cũng có góc EMS là bằng số đo cung MBC chia 2. Lý do là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung chặn cung MBC. Thầy đặt đây là 1, đây là 2. Thì từ 1 và 2 suy ra được góc ESM bằng góc EMS. Cặp góc này bằng nhau thì nên tam giác EMS cân tại E. Từ đó mình lấy ra được ES bằng EM. Đó là câu A. Bây giờ ta qua câu B. Để làm câu B thì các em vẽ giao điểm F này. Thầy vẽ DM giao điểm F. Bây giờ mình tìm hiểu. Góc AFD là góc cố định ở bên ngoài đường tròn, chặn hai cung là AD và BM. Góc DCM là góc nội tiếp chặn cung DM. Như vậy theo định lý thầy viết hai góc này, góc AFD là bằng số đo cung AD trừ số đo cung MB chia 2. Góc DCM là bằng số đo cung DM chia 2. Vấn đề ở đây thì chắc các em cũng phân tích như cả cái bài trước và câu A.
Đặt ra là mình có thể biểu diễn cái số đo cung DM à, thành hiệu số đo hai cung nào hay không? Thì ở đề bài cho điểm M à, thuộc cung BD, như vậy mình biểu diễn được là số đo cung DM là bằng số đo cung DMB trừ số đo cung MB. Sau khi biểu diễn thì việc so sánh này các em liệu đã thấy được chưa? Ở vế trái, muốn so sánh hai góc ở vế trái thì bây giờ mình so sánh số đo của các cung ở vế phải. Và các em thấy ở trên dưới này có một số đo cung MB chung. Vì vậy để thực hiện so sánh thì các em chỉ cần so sánh số đo cung AD và số đo cung DMB thôi. Việc làm này đã thực hiện được chưa? Với đề bài thì ta tìm hiểu AD, số cung AD và cung DMB, thì cùng lấy ra giả thiết là đường kính vuông góc với dây thì đi qua điểm chính giữa của cung căng dây đó. Như vậy là mình đã chứng minh hai cung AD và DMB bằng nhau. Từ đó ta trình bày lời giải. Ta có góc AFD bằng số đo cung AD trừ số đo cung MB chia 2. Lý do là góc có định ở bên ngoài đường tròn. Mà CD vuông góc AB, lấy ra số, xin lỗi, lấy ra A cung AD bằng cung BD, và số đo cung AD lấy bằng số đo cung BD, em thay vào ở trên. Do đó góc AFD là bằng số đo cung BD trừ số đo cung MB chia 2. Và hiệu số đo hai cung này cho mình số đo cung DM chia 2. Mình cũng có góc DCM à, là bằng số đo cung DM chia 2. Lý do đây là góc nối tiếp chẵn cung DM. Thầy đặt đây 3, 4. Thì từ 3, 4 mình suy ra được góc AFD bằng góc DCM. Đó là câu B. Đã qua câu C. Các em thấy nhìn vào đẳng thức của C là có cộng đoạn thẳng. Mà cộng đoạn thẳng thì khái niệm đầu tiên được trang bị là những điểm nào đó phải thẳng hàng. Thì các em xem thử, tất cả những điểm ở đẳng thức nằm trong câu C đều thẳng hàng. Vì vậy là mình có biểu diễn cái hệ thức được. Từ đó thầy phân tích. Thầy tách 2 AE là bằng AE cộng AE. Vế phải thầy giữ nguyên. Thầy sẽ cặp thứ nhất AE với AF. Thì cặp này các em thấy 3 điểm AEF thẳng hàng. AEF thẳng hàng. Vì vậy thầy biểu diễn được. Kết quả biểu diễn là thầy có AE bằng AF trừ EF. Thầy sẽ cặp thứ hai, đó là AE và AS. Thì cặp này có 3 điểm AES thẳng hàng. AES thẳng hàng. Như vậy mình cũng biểu diễn được. Kết quả biểu diễn thầy có AE là bằng AS cộng với ES. Sau khi biểu diễn AE như thế này thì để hoàn thành câu C thì chắc các em nghĩ là phải cộng lại rồi. Và trong cộng này thì đang vướng ở chỗ vì vế sau là không có EF và ES. Như vậy hướng suy nghĩ mình tiếp theo là chứng minh EF bằng ES. Nếu mình làm được điều này thì xong. Vậy vấn đề chỗ đó đã giúp mình xem thử mình phân tích này liệu có đi được theo hướng này được hay không. Thì nhìn vào của A thì mình phát hiện ES lại bằng EM. Như vậy ít nhiều đến đây là cô A đã gợi ý cho mình khả năng là đi được. Và nếu là thì thay vì chứng minh EF bằng ES thì mình đã chứng minh EF bằng EM.
Và khi các em đã chịu về chứng minh EF bằng EM, tức là các em đã nghĩ chứng minh tam giác EMF cân tại E. Và dấu hiệu ở đây cũng chứng minh hai góc bằng nhau. Đó là hai góc ở đỉnh nào của tam giác này là hai góc ở đỉnh F và đỉnh M của tam giác EMF. Và đến đây góc ở đỉnh F thì lại có QB gợi ý được. Như vậy khả năng là mình đang đi cái hướng này là đồng hướng rồi các em. Mà nếu các em để ý QB là gợi ý được thì phải bắt cầu tiếp theo là qua góc DCM. Thì góc DCM. Vấn đề còn lại các em xem DCM có bằng EMF hay không. Thì các em thấy DCM là bằng DMX. Một bên là góc nội tiếp, một bên là góc tạo bởi tia tiếp tuyến với dây cùng chẳng cung DM. Mà hai góc này bằng nhau đối định. Như vậy sau khi phân tích bài toán thì các em thấy QC được giải quyết. Và ta trình bày lời giải. Ta có góc DMX bằng góc DCM, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung, và góc nội tiếp cùng chẳng cung DM. Mà góc DMX bằng góc EMF lý do là đối định. Do đó góc EMF bằng góc DCM. Ta lại có góc AFD bằng góc DCM chứng minh trên là câu B đi các em. Từ đây suy ra được EMF bằng AFD. Cặp góc này bằng nhau lấy ra được tam giác EMF cân tại E. Cân tại E thì mình lấy ra được EF bằng EM. Mà theo câu A, ES lại bằng EM, đó theo câu A chứng minh trên. Từ đây mình lấy ra được ES bằng EF. Việc đã chứng minh EF bằng ES rồi thì các em biểu diễn AE như hồi nãy mình vừa phân tích. Thầy viết lại có AE là bằng AF trừ EF. Và mình cũng có AE là bằng AS cộng với ES. Thầy đặt đây là 567. Từ 567 suy ra 2AE bằng AF cộng AS. Như vậy là mình hoàn thành cái bài. Các em nhớ đứng trước bài thì các em đừng có hoảng. Xem cái ở câu đó khả năng kiến thức nào nó xuất hiện thì ta bám vào đó để ta gỡ lần thôi. Phần việc còn lại của các em là nắm vững khái niệm và học thuộc định lý. Ngoài ra các em làm cho thầy các bài tập 36, 38, 40 trang tầm 2, tầm 3 sách giáo khoa. Tiết học đến đây kết thúc. Chào các em.